Chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh Cu Đen. Kính thưa quý vị khán giả, càng ngày thì anh Cu Đen hầu như là không nhận ra những cái điều mình làm mà trong thời gian qua cộng đồng mạng lên án. Hôm nay thì sự việc phải nói là quá lớn lao rồi quý vị khán giả. Anh Cu Đen đã chia sẻ với gia đình của vợ anh Cu Đen là mẹ Hòa trước đây đã là bạo hành anh Cu Đen. Thì theo chia sẻ của chính người mẹ nuôi của mình, đó là mẹ Hòa và bé Đi, mẹ Hòa có kể lại không phải nguyên cớ nào mà mẹ Hòa đánh Cu Đen. Quá khứ của anh Cu Đen cũng quá lẫy lừng, tại vì từ nhỏ thường thường con trai thì hay nghịch ngợm đó quý vị khán giả. Thì theo mẹ Hòa chia sẻ lại trong nước mắt, nghe anh Cu Đen du khống mình là đánh đập. Mẹ Hòa kể là ngày xưa không có chịu đi học, cho nên đi theo những cái đám bạn trai làng đó, thì là đi ăn cắp, đi bẻ mía, cho nên là không có chịu đi học. Rồi theo đám bạn đu đưa như vậy thì mẹ Hòa mới về là la mấy con, muốn ăn thì mẹ mua cho con ăn, chứ con đừng có đi bẻ trộm, hái trộm nhà hàng xóm. Rồi mẹ Hòa là có khẽ vào tai anh Cu Đen, và mẹ Hòa nói đó là một cái điều mà dạy dỗ anh Cu Đen. Tại vì con mình người ta mắng vốn có thực sự là đi ăn trộm, phá làng phá xóm như vậy, thì con mình về mình phải dạy chứ. Không phải mẹ Hòa mà tất cả những người mẹ trên thế giới, khi mà nghe con mình đi ăn trộm, ăn cắp, phá vặt người này người kia, mình về mình không đánh thì mình cũng phải rầy la dạy dỗ con mình. Chứ thử hỏi bậc làm cha làm mẹ mà ai im re. Hàng xóm người ta mắng dốt, con bà đi hái mía, con bà ăn cắp ổi, con bà phá làng phá xóm như vậy, thì liệu là đứa trẻ nữa mà mình phải về mình dạy dỗ chứ. Hoặc là mình nói con mình chứ, bất quá thì là đánh cũng dài cây. Như vậy cái quá khứ của anh Cu Đen, cái thời tuổi thơ như vậy anh đã nhớ hết, mà anh du khống mẹ Hòa, cái điều này không chấp nhận được. Anh nói là mẹ Hòa đánh đập mình, nhưng mà những cái việc gì mẹ Hòa làm cho anh thì anh không nhớ. Đẻ anh ra là mẹ anh đẻ anh ra, cũng có nhiều lý do mà mẹ không nuôi được. Bây giờ cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà mẹ anh bỏ anh. Tại vì Phương Quang nghĩ trong cái thời khắc lịch sử đó, con lai hầu như các bà mẹ không dám nhận để nuôi con mình. Cho nên mẹ Hòa một thân một mình không chồng mà nhận hai đứa con nuôi, quý vị khán giả. Có ai mà can đảm vất vả cực khổ mà nuôi hai đứa con nuôi không? Một người con gái, một người con trai. Đó là anh Cu Đen đó. Rồi người con gái là mẹ của bé Ni bây giờ đó quý vị khán giả, tất cả là nuôi hết đó. Mà tại sao mẹ Hòa kể lại phải nói quá đau khổ quý vị khán giả? Cái nỗi niềm thương nhớ con, nuôi con cũng chừng ấy 10 tuổi, muốn cho con sung sướng hơn thì sau này con đi Mỹ, thì cái điều đó là mẹ phải buông thôi để cho cuộc sống anh tốt hơn. Mà giờ phút này anh nhớ lại mẹ Hòa đánh đập anh, mà anh không nhớ lại mẹ Hòa đi móc củi bán đi bán ốc nè. Rồi mẹ Hòa kể trên đường đi là cũng phải té lên té xuống, nói chung một thân một mình mà nuôi hai đứa con như vậy. Thử hỏi đi quý vị khán giả, bây giờ thời xưa nó khắc khổ như thế nào, cơm ăn không đủ, áo mặc không lành, mà mẹ Hòa cưu mang hai người con nuôi. Cho tới ngày hôm nay mẹ Hòa bây giờ 80 mấy tuổi rồi, anh làm chi để cho mẹ Hòa bây giờ phải khổ vậy? Bây giờ anh phủ nhận, không nhận mẹ nuôi của mình, và thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ mà du khống lại mẹ mình như vậy. Thực sự là nếu như mẹ Hòa không nuôi anh thì chắc anh đã chết mất xác từ lâu rồi anh Cu Đen. Tại sao bây giờ anh nhẫn tâm với cái người mẹ nuôi của mình như vậy, từng cưu mang của mình là từ nhỏ cho tới 9-10 tuổi, mà cái thời điểm đó anh như thế nào? Anh cũng là con trai mà nghịch ngợm, rồi đi phá làng phá xóm, bẻ mía ăn cắp ổi, đi trộm vặt vân vân. Thì mẹ về mẹ phải dạy dỗ anh chứ làm sao mà tránh khỏi. Cho nên là cái điều đó thì chúng ta thấy là anh Cu Đen ảnh quá rồi, ảnh đi quá xa rồi. Ảnh đi quá xa rồi quý vị khán giả, cộng đồng mạng. Bây giờ anh Cu Đen ảnh không có dừng lại, ảnh không có suy nghĩ cái hành động của mình, gửi về cho mẹ Hòa 200 đô. Cứ nghĩ là hôm nay thì bé Ni đã khai hết rồi quý vị khán giả. Đó, gửi về 200 đô, cứ nghĩ là con nuôi của mình đã tìm về, nhận ra mẹ mình. Thì cái điều đó làm cho cụ Hòa rất là
rất là hạnh phúc khi đứa con của mình tìm về thăm mình. Có gửi tiền về mua là quà giặt Tết hoặc là thuốc men về lúc Tết đó. Sau đó anh cô đen gửi tiếp tục 500 đô nữa quý vị khán giả. Mà gửi về rồi sau đó là kêu ngân hàng là gửi về mẹ Hòa chưa nhận, thì kêu ngân hàng là lấy lại, bảo là gửi nhầm. Có ai mà vậy không? Nhầm cái chỗ nào, khi anh ra bưu điện hoặc anh chuyển tiền thì anh cũng ghi rõ họ tên của người mẹ của anh rồi, thì chuyển về thay vì bây giờ từ đây về sau anh trong lòng anh không có cho nữa thì thôi, anh âm thầm anh nín thinh đi. Chứ bây giờ anh gửi thêm 500 đô nữa thì mẹ cứ nghĩ là con bây giờ làm ăn được, có gửi cho bà mẹ chút đỉnh gì về dưỡng già, bây giờ 80 mấy tuổi rồi đâu còn làm nữa, ngồi còn trẻ thì sức lực đi làm móc củi bắt ốc rồi để nuôi là anh. Mà bây giờ anh nghĩ như vậy đi, bây giờ anh làm được bao nhiêu mà anh đáp ơn với cho mẹ mình được bao nhiêu, mà bây giờ gửi về 500 đô mà bây giờ anh chưa tới nơi nữa anh lấy lại, thì có nghĩ là quý vị khán giả thấy nè, anh cu đen anh nói là vô cùng vô lý, anh nói là anh gửi nhầm cho ABC nào đó rồi bây giờ là nhầm mà nhầm cho mẹ mình chứ đó. Có ai gì vậy không? Anh cũng phải ra ngân hàng, anh cũng phải điền thông tin để anh gửi về chứ. Cái điều này thực sự là anh cu đen không còn tình người nữa, quá vong ơn bội nghĩa. Và cái ngày hôm nay thì phải nói là lên tới đỉnh điểm rồi quý vị khán giả. Anh cu đen anh nói là mẹ Hòa đánh đập đó, thì sự thật của anh cu đen mấy mươi năm rồi, 50 năm rồi, hôm nay mẹ Hòa khóc trong nước mắt mới kể lại câu chuyện là vì sao mẹ Hòa đánh anh cu đen. Anh có nhớ cái lúc mà anh đi ăn trộm mía không? Anh đi ăn cắp ổi không? Anh đi hái xoài không? Anh đi phá làng phá xóm không? Anh còn nhỏ, cái tuổi đó thì không ai trách, cái tuổi của mấy đứa nhỏ 8, 9, 10 tuổi, cái độ tuổi đó thì là nó thích thì nó đi hái, hoặc là thấy nè bên nhà người ta có, nhà mình không có thì thích là đi trộm đi hái. Nhưng mà mẹ ở nhà cũng phải là răn dạy con ơi con đừng đi trộm như vậy, con ơi con đừng đi bẻ mía người ta mắng vốn đó. Mình làm cha mình mẹ làm mẹ mình phải dạy dỗ con mình, đó là cái điều đương nhiên rồi. Bây giờ tôi hỏi anh cu đen nè, bây giờ anh có con rồi đó, chẳng hạn như con gái anh con trai anh mà qua nhà hàng xóm mà ăn cắp cái này ăn cắp cái kia, nhà người ta trồng một hai cây ổi gì đó qua trèo cây bẻ trái rồi, hoặc là người ta trồng lựu lê vậy, con anh qua nhà hàng xóm hái như vậy người ta mắng vốn. Như vậy anh làm cha làm mẹ, anh đứng vào vị trí của mẹ Hòa đi, như vậy anh có la rầy con anh không? Mặc dù là nó có con nít, nó cũng không có nghĩ sâu xa gì, nhưng mà mình làm cha làm mẹ mình phải hướng cho con một cái điều tốt. Như vậy anh về anh nín thinh, hay là anh xúi giục con anh để tiếp tục đi ăn trộm ăn cắp nữa, hay là anh gầy dại, hoặc là anh đánh khẽ đó. Bây giờ anh thử đặt mình vào mẹ Hòa đi, cái lúc anh 9-10 tuổi anh đi ăn trộm ăn cắp mía như vậy thì anh cũng nhớ chứ, anh nhớ mẹ Hòa đánh anh thì anh phải nhớ cái thời điểm thời gian anh trốn học, anh không chịu đi học rồi anh đi ăn trộm cắp như vậy, anh nhớ chứ anh cu đen. Chứ làm sao anh quên được cái thời thơ ấu của mình, 9-10 tuổi rồi làm sao mà quên được. Ở đây cộng đồng mạng là thành phần số đông, người ta rất là thông minh, nhìn vào câu chuyện là người ta hiểu được ai đúng ai sai và cái câu chuyện đó nó như thế nào. Anh cu đen đã đi quá xa rồi, thật sự quá tới đỉnh điểm mà quý vị khán giả. Một người con nuôi mà đối xử với mẹ nuôi của mình nó quá tệ bạc như vậy, thà là anh âm thầm anh rút lui, anh đừng bao giờ xuất hiện trong đời của mẹ Hòa thêm một lần nữa. Tại vì mẹ Hòa đã nuôi anh đã 10 năm không chồng mà đi gánh củi, rồi đi làm đủ thứ hết, rồi đi bắt ốc để bán kiếm tiền nuôi anh, mà giờ phút này anh gửi về 500 đô mà anh lấy lại. Rồi ngày hôm nay nữa làm anh nói là mẹ Hòa là đánh đập anh. Như vậy anh nhớ vì sao mẹ Hòa đánh đập anh hay không? Nói cái tiếng bạo hành đánh đập anh thì anh nói quá rồi đó. Anh nhớ đi, anh làm cái gì mẹ Hòa mới đánh anh? Có phải anh đi ăn trộm của nhà hàng xóm không? Ăn trộm nhà hàng xóm thì mẹ Hòa mới về là gầy la dạy cho anh, không thương anh làm sao nuôi cho anh, như vậy làm sao mà cho anh ăn học. Anh là đi học mà anh trốn không à? Anh trốn rồi anh theo đám bạn, rồi anh đi ăn trộm vặt, anh ăn cắp mía, hái xoài, hái ổi, phá làng, phá xóm. Như vậy làm cha làm mẹ phải hướng cho con mình cái điều tốt đẹp hơn chứ. Bây giờ anh được rồi, anh sang Mỹ được rồi, cho nên là anh phủ nhận cái công ơn những người nuôi dưỡng anh. Mẹ ruột của anh,
anh tìm chưa ra. Chứ bây giờ nếu mà tìm ra chắc là mẹ anh cũng sợ anh luôn, chắc là anh cũng nói nặng nói nhẹ, bà tại sao bà bỏ tôi, bà đẻ tôi ra mà bà không nuôi, tới giờ rồi bà bỏ tôi, bà cho người khác đó. Thì nếu như mẹ anh một hoàn cảnh nào đó không nuôi dưỡng anh được, cho người khác, thì chính cái người cưu mang đó là mẹ Hòa nâng niu, ôm anh từ đỏ hỏn nha, ôm anh từ đỏ hỏn nha, cho tới anh 9-10 tuổi, có khoảng thời gian 10-10 mấy năm trời, tới 11-12 tuổi, mười mấy năm trời như vậy, anh coi ra cực khổ vất vả như thế nào khi nuôi một đứa trẻ. Nếu như mẹ Hòa không ôm anh về nuôi thì mẹ anh bỏ đâu đó rồi, hoặc là anh là trong đám mía đám sậy gì đó rồi, là anh sống hay chết như thế nào, anh có hiểu không? Tại sao những người dân nước lã mà nuôi anh dù một ngày hai ngày đi nữa, anh cũng phải biết ơn. Người ta cho mình một cái chén cơm, mình cũng biết ơn ở ngày hôm đó mình ăn chén cơm đó để mình ấm lòng, mình sống sót được qua một ngày đó. Chứ có đâu mà bây giờ mẹ anh ôm anh về nuôi 10 năm trời mà bây giờ anh không nhìn nhận anh, nói lại là mẹ bạo hành anh đó. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay những cái quá khứ tuổi thơ của anh Cu Đen được mẹ Hòa đã bộc lộ. Chứ trước giờ mẹ Hòa âm thầm giấu cho con mình, đâu có bao giờ nói đâu, nói ở con mình đi ăn trộm vặt đâu, đi ăn cắp mía cắp xoài rồi hái ổi vân vân đó, rồi trốn học đu đeo theo những cái đám bạn nhỏ ở trong làng, không chịu đi học đó. Thì anh nghĩ đi, nếu mà mẹ Hòa không thương anh thì không nuôi, và mẹ Hòa không thương anh thì không có giáo dục anh trở thành con người tốt đâu. Mày ăn cắp thì ăn cắp, mày làm gì để làm, miễn sao mà mày đừng có liên lụy tới gia đình đó. Nếu mà con của mình thì mình làm sao mà mình làm lơ được không mọi người. Anh Cu Đen ơi, anh đã đi quá xa rồi, không hiểu anh như thế nào. Ngày hôm nay thì anh đi vòng vòng các kênh, hết kênh này tới kênh khác, anh chỉ trích người này cho tới người kia. Anh nhìn đi, con bé Ni đó, nó cũng là người nuôi đó, nó cũng là người nuôi chứ nó có ruột thịt gì đâu, mà vì sao nuôi anh, nuôi mẹ nó đã qua đời rồi, bây giờ còn có một mình nó mà nó nuôi bà ngoại 80 mấy tuổi cực khổ đó, nuôi hết con rồi bây giờ nuôi tới cháu. Cái thời mà của bé Ni đó thì bà ngoại chia sẻ lại đó là đi bán trứng để có tiền nuôi bé Ni nữa, nuôi cũng cháu nuôi nữa. Đó, quý vị khán giả thấy là cuộc đời của bà Hòa không con, cho nên bà chấp nhận nuôi là toàn là con nuôi. Nhưng mà có bao giờ ai nghĩ anh là cái người mà vô ơn bội nghĩa vậy đâu. Hơn 50 năm qua, mẹ Hòa vẫn sống bình yên, vui vẻ với cuộc sống hiện tại của bà. Từ khi mà anh xuất hiện, anh quay trở về Việt Nam, anh tìm lại người thân của mình, tìm mẹ ruột. Chưa có tìm ra manh mối mẹ ruột nữa thì anh đã tìm ra mẹ nuôi. Đó, bây giờ tìm lại mẹ nuôi cũng là một cái nơi mà anh biết là mình từng sinh sống ở đó. Mình lớn lên cái tuổi thơ vất vả, của tuổi thơ dữ dội của mình ở cái nơi mà mẹ Hòa đã nuôi mình. Như vậy tại sao mình không biết ơn mà hôm nay anh lên cộng đồng mạng, anh nói là mẹ Hòa là bảo hành anh. Thôi thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ câu chuyện tới đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày mới bình yên, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.